Chào các anh em đang xem miền Tây Solar ha. Bữa nay là chiều tối ngày Chủ nhật ngày 22 tháng 5 2022 nha anh em. Vài tiếng 2 tiếng đồng hồ nữa Việt Nam đá là anh em nhớ đón xem ha. Thì trước mặt anh em là một con biến tần chạy trực tiếp có bù lưới. Thì mình cũng như cũ nha anh em. Mình có 8 tấm Canadian trên nóc nhà, 8 tấm Canadian ha. Đó, 8 tấm Canadian trên nóc nhà mình cho inverter nó nghỉ rồi, mình cho điện xuống đây ha. Và bật CB rồi, Và inverter đã chạy rồi. Cái cổng bù lưới là mình chưa cắm vào điện lưới nha, mình còn để ra nha anh em. Mình mới có chạy bằng tấm pin mặt trời thôi. Thì nói chung là nhà mình thì pin mấy trăm tấm lần mọi người, nên nóc nhà. Nhưng mà tại vì mình đang câu 8 tấm này mình xài cho nên là mình cứ thử 8 tấm này hoài ha. Có ông anh ông nhắn mình nói sao không qua mấy cái hệ pin khác thử rồi thử 8 tấm này kia. Anh ảnh không biết chắc nói chơi quá chứ thực chất là tại vì mình tiện lợi ở chỗ này cho nên mình làm ở chỗ này anh em. Thì con biến tần chạy trực tiếp có bù lưới này mình gửi cho anh ông anh ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Ông anh không tên gì quên tiêu rồi, mới 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 coi trong điện thoại còn quên. Anh nói giờ anh ở quận 12 ha. Lát nữa cái tiêu đề của video mình sẽ ghi anh đó tên gì, ở đâu nha anh em. Còn bây giờ thì một ông anh ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, ông lấy con biến tần chạy trực tiếp có bù lưới này. Thì nói chung là anh em nào mà ở nhà có cái hệ pin 3 kg, hệ pin 6 kg thì trẻ làm đôi, hệ pin 8 kg thì trẻ làm đôi. Ha, miễn sao điện áp nó từ 280V cho tới 450V là anh em đưa vô con này là chạy vi vu nha anh em. Chạy không cần điện lưới, chạy không cần ắc quy, chạy vô tư nha. Đó, chạy trực tiếp từ tấm pin mặt trời điện chuyển từ DC qua AC. Này bây giờ nè. Như anh em cũng thấy nè, điện từ pin mặt trời mình xuống phải không? Giờ cũng gần tối rồi nha. Bữa nay là trời Châu Thành Long An là mưa nha anh em. Mưa xuyên suốt, mưa rỉ rả luôn. Cho nên nó là nó chả có nắng, mà không có nắng thì chả có điện bao nhiêu, nhưng mà vẫn vẫn test được con này nha. 8 tấm pin đó thì nó ra khoảng 350V á, nhưng mà bây giờ nó tuột xuống dữ lắm rồi. Mình không có đo nhưng mình biết giờ nó chừng 300V trở lại thôi. Tại vì không có nắng ha, trời cũng mặt trời thì mất tiêu rồi ha, không có mặt trời ở đâu. Bây giờ thì anh em thấy nè, cái inverter mới chưa có ấy luôn nha. 000 kW nè. Inverter mới trong trong hộp ra nha anh em. 000 rồi nha, mới luôn nha. Chưa có kW nào luôn, 50Hz nè. Số 0 hết luôn nha. 217V đầu ra nè. Bây giờ mình bắt cái máy quạt nè anh em, bắt máy quạt. Ở máy quạt quay đó. Đó. Máy quạt quay rồi ha. Đấy, mà quay quay hơi 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 gọi là cái nút đó, cái nấc nhỏ đó. Máy quạt quay và inverter đã chạy rất là ok rồi ha. Nhưng mà tình trạng như anh em biết đó, mặt trời sắp lặn rồi và 8 tấm pin của mình nó chả có hưởng miếng mặt trời nào hết, nó chỉ có một chút ánh sáng thôi. Cho nên là bây giờ nó tụt áp rất là nhiều nè. Anh em thấy tụt áp nè. Tụt áp là dấu hiệu của pin yếu nè anh em nè. Có 140 mấy vô nè anh em. Thấy không? Tụt áp rất là nhiều. Nè, cái quạt ăn có 25W nè, mà nó tụt xuống còn 140 mấy vô nè. Anh em muốn bây giờ muốn cho không bị tụt áp nữa thấy không? Anh em cắm bù lưới vào ha. Đó, cắm bù lưới vào. À, giờ cắm luôn nè. Cắm bù lưới vô nè. Đó, thử coi ra sao nha. Rồi, cắm bù lưới vào thì anh em thấy á là cái vôn của nó bây giờ nó lên 214V rồi nè. Đó, và cái quạt ăn bây giờ 50 mấy watt nè. Đó, dòng cái dòng này ha, còn đây là coffee, con này là tần số nha. Anh em thấy cắm bù lưới vào là bù lưới nó sẽ bù lại cái khoảng thiếu. Thì ví dụ như cái quạt này á, cái tấm pin mặt trời bây giờ nó cho là 50W đi. Mà cái quạt này cần 100W, vậy là bù lưới nó sẽ bỏ vô thêm 50W nó phụ ha. Nói chung là cái chế độ bù lưới là nó có cái chức năng vậy đó mọi người. Đó. Thì vừa rồi anh em thấy không? Vì không có mặt trời cho nên là 8 tấm pin nó ra rất là ít điện, cho nên là cái quạt này á nó không đủ điện, cho nên là cái vô nó xuống còn 140. Nhưng mà khi ta cắm cắm cổng bù lưới vào là nó trở lại 200 mấy nè anh em, 210 mấy nè, 210 mấy này kể như là 220 đó. Có nghĩa là cổng bù lưới hoạt động rất là hiệu quả. Lúc trước mình có bán con này nhưng mà cổng bù lưới lúc trước á, nhiều anh em nói cổng bù lưới nó vô nó đối ứng hơi chậm. Mình với mấy anh em thợ đã ngưng bán 1 tháng rưỡi để nghiên cứu cổng bù lưới anh em. Và cổng bù lưới lần này là mình thấy rất là tối ưu nha. Có nghĩa là nó sẽ đáp ứng cái nhu cầu thiếu của con inverter này từ tấm pin mặt trời xuống thiếu là trong vòng là 0,5 giây đó anh em. Nó vô là nó sẽ bù lưới liền. Thiếu nhiêu nó sẽ bù cho nhưng vô nhiêu ha. Nó bù vô anh em chứ không phải là chạy bằng điện lưới nha, cái này không phải chạy bằng điện lưới nha anh em. Mà nó bù vô nó phụ trợ cho những tấm pin. Đó thì cái lúc này là cái lúc không có nắng thì bị vậy thôi. Chứ thực chất cái 3 kW pin của mình mà đưa vô con này ha anh em. Hôm bữa mình test anh em bữa bữa inverter trước á, gửi cho anh gì đó là mình đã cắm ấm siêu tốc ha, cắm ba cái vật dụng nặng vô là nó chạy ok hết nha. Đó, cổng bù lưới chạy ok mà tấm pin mặt trời không cũng chạy ok luôn, có nghĩa là bữa đó mình test từng thứ một. Đó, còn bữa nay là tại vì cái tấm pin mặt trời nó hơi yếu cho nên mình không có lấy cái ấm nước ở đây được.
ấm nước ở đây thì bây giờ mình có thể test cái cổng bù lưới thôi, chứ mình không thể nào mà test cái tấm pin mặt trời được nha anh em. Đó, test tấm pin mặt trời thì không đủ điện để test. Đó, cổng bù lưới thì đủ ha. Bây giờ mình sẽ thử cổng bù lưới không nè. Giờ mình cắt pin mặt trời đi. Cắt pin mặt trời nha anh em, cắt bỏ pin mặt trời nè. Đó. Thì bây giờ chỉ còn có bù lưới không. Cái quạt vẫn quay bình thường, không có ngưng nha anh em. Không có vụ mà cắt pin mặt trời nó ngưng lát rồi mới bù lưới nó mới chạy vô rồi nó mới quay, cái đó không phải nha. Mà là cái này là nó vẫn chạy bình thường luôn, có nghĩa là pin mặt trời có và cắt thì inverter nó vẫn hoạt động bình thường ha, nó không có bị trễ trễ dây nha anh em. À, người ta gọi là trễ đó, à, bị gián đoạn đường truyền ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở pin mặt trời lại nè, mở pin mặt trời lại nè, đó mở pin mặt trời lại rồi nha. Nè CB trên đây mình đẩy trên đây nè, nhiều khi mình đẩy mình hòm mình không quay cho anh em xem rồi anh em không hiểu mình đang nói gì. Mình đẩy CB của pin mặt trời lên rồi, bây giờ mình rút bù lưới ra nè, giờ không bù lưới nè, rút ra luôn nè, đó cọng dây bù lưới nè anh em, rút ra thì inverter vẫn chạy bình thường nha, vẫn chạy bình thường, không có bị trễ ha, không có bị ngưng nha. À, anh em nhiều anh em hỏi là nó ngưng rồi lát nó chạy lại hay sao, à, những đang chạy mà cúp điện lưới á, ngưng rồi lát chạy lại hay sao, đâu có. Cái thời gian mà nó đáp ứng là ngay tức thì luôn nha, inverter không bị gián đoạn nha anh em. Cho nên là ví dụ như ta cắm máy lạnh vô thì nó vẫn máy lạnh vẫn chạy bình thường, dù là cúp điện lưới hay có điện lưới này kia, cúp pin mặt trời hay có pin mặt trời nó vẫn chạy bình thường ha, nó còn một nguồn đáp ứng còn lại là nó chạy à, chứ không có bị gián đoạn nha anh em. Đó, mình nói rõ vậy cho anh em biết ha. Thì bây giờ cái còn có tấm pin mặt trời không, nó cuốn xuống còn 140 mấy vô nè anh em. Đó, nó ăn có 25 quá nè, tại vì pin mặt trời giờ yếu dữ lắm rồi ha. À, anh em thấy ở ngoài trời nè, anh em thấy không miếng nắng nào, thấy không, không có miếng nắng nào, bây giờ tới thui luôn á, mặt trời là không bao giờ có luôn ha, không có bao giờ có mặt trời luôn, chỉ có chút ánh sáng thôi. Thì cái quạt mình nó vẫn quay ha, ba cái pin mặt trời của mình thì cái quạt vẫn quay nè, inverter vẫn chạy nè, inverter vẫn chạy ok ha, nhưng mà cái điện áp bị tuột nha. Vậy là dấu hiệu để biết là pin mặt trời chúng ta đang yếu hơn so với cái tải của chúng ta, là điện áp này nó bị tuột nè. Chứ pin mặt trời mạnh là điện áp này phải 220 mấy vôn ha, cho nên nè. À, thì cái lúc nắng thì chuyện nó lúc nắng là anh em đưa ấm nước vô, đưa nồi cơm điện vô thoải mái nha, vô tư. Hôm bữa video trước mình có làm đó. Con này lúc này nó chạy ok hơn cái con lần trước nha anh em. Con này cổng bù lưới đáp ứng rất nhanh ha. Bây giờ mình sẽ cắm cổng bù lưới vô cho anh em coi lần nữa nè. Bây giờ mình cắm bù lưới vô. Cắm vô luôn. Đó. Cắm bù lưới rồi nha. Rồi quạt nó sẽ mạnh lên ha, và bây giờ nó không bị tụ áp nữa đó, cổng bù lưới nó đã phụ vô ha. Đó thì hàng là như vậy anh em, nhiều anh em không hiểu con biến tần chạy trực tiếp là cái giống gì, hỏi mình hỏi tới hỏi lui trong quá trình anh em hỏi là mình biết anh em chưa hiểu đó, thì anh em coi những video như thế này là hiểu liền nha mọi người. Xin chào anh em nha, anh em nào mua những cái thứ này liên hệ mình Zalo 0766874311 nha. Còn bây giờ mình sẽ gói chuẩn chỉ gửi cho anh ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, ảnh tên gì thì mình quên tiêu rồi, hồi nãy là tại vì mình coi điện thoại ảnh nhắn qua nhưng mà nó hơi gấp á cho nên quên cái tên đó, lát nữa mình sẽ nhắn cái tên của ảnh lên tiêu đề của video nha anh em. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em ở những cái video tiếp theo ha.